Vâng, chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Hải Dương nhé. Thì trong buổi chiều nay thì em lại xin giới thiệu một mẫu xe Mercedes-Benz được sản xuất năm 2001, bảng C200 anh chị nhé. C200 số sàn với cái động cơ là 1.8, đi rất là khỏe luôn. Thì trước khi vào video thì anh chị nhớ là đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày. Thì sau đây em xin giới thiệu tổng thành cái mẫu xe này cho anh chị. Xe đang được bên em chào bán với mức giá rất là hợp lý, 135 triệu đồng. Đấy, giá trên thì chỉ bằng một chiếc xe, thì bằng một con gen trai được sản xuất năm 2007 thôi. Nhưng mà anh chị mà đi lên con này thì anh chị sẽ cảm nhận được cái sự chắc chắn của nó và khỏe, rất là khỏe mạnh luôn anh chị nhé. Rất là khỏe luôn. Xe được sản xuất năm 2001. Đấy. Cái dòng Mercedes này đấy, mà đời sâu sâu này đấy, nó cũng rất là lành anh chị nhé. Rất ít khi hỏng vật. Đấy mà xăng ăn cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chỉ 7-8 lít 100 km thôi, nhưng anh chị không phải suy nghĩ về cái phần tiêu hao nhiên liệu. Màu đen này, tông màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Rất là khỏe xe, 135 triệu đồng hộp số sàn. Giá trên thì phải nói là cũng rất là rẻ thôi. Đấy, rất là hợp lý, tránh mưa, tránh nắng này, điều hòa rét run và nó rất là an toàn. Túi khí quanh xe anh chị nhé, túi khí quanh xe luôn. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương này, la răng đúc này, phanh ABS 4 bánh này. Đấy, phanh đĩa 4 bánh. Gương kính chỉnh điện. Đấy, gương kính chỉnh điện nhé, 4 kính auto luôn, cốp mở điện. Đấy, cốp mở điện, đấy, anh chị nhìn này. Ghế chỉnh điện. Đấy, ghế chỉnh điện anh chị nhé. Đấy, gương chỉnh điện này. Đấy, ghế chỉnh điện nhé. Xe này không hoàn toàn không tai nạn đâm đụng anh chị nhé. Máy gầm cực kỳ chất luôn, máy gầm cực kỳ chất luôn, không tai nạn đâm đụng, thân vỏ rất là cứng luôn. Anh nhìn, chị nhìn này. Đầu đuôi không hề đâm đụng ngập nước gì cả. Đầu đuôi không hề đâm đụng luôn. Máy móc không hề ngập nước. Máy rất là chất luôn. Đèn, anh chị nhìn đèn pha này và mặt ga lăng rất là sáng. Đấy, bi xe lông này. Xe rất là đều xe. Đèn rất là sáng anh chị nhé. Đèn vi xe lông này. Đấy, mắt pha đèn rất là trong luôn, rất là trong. Dàn lốp cũng còn khoảng 60% thôi. Đăng kiểm còn rất là dài nhé, đăng kiểm còn rất là dài. Đây, cốp của nó đây. Cốp của em nó rất là rộng rãi luôn. Đấy, cốp rất là rộng rãi. Cái dòng này ấy, thì nó sẽ không có keo chỉ đâu anh chị nhé. Nó không keo chỉ đâu. Không có keo chỉ đâu nhé. Quay xe luôn. Đây, nội thất đây. Táp ly anh chị nhìn này. Đấy, vân gỗ này nhìn rất là sang trọng luôn. Da này. Đấy, âm thanh này cực kỳ hay luôn. Đây, cửa sổ điều hòa sau này. Cũng có cái rèm che nắng ở đây. Này phải bật điện cơ. Dưới này còn có hộp y tế này. Đấy, túi khí nhá. 6 túi khí anh chị nhá. 6 túi khí, nội thất rất là rộng rãi thôi, ngồi 5 người. Đây có một cái bệ tỉ tay này. Đấy. Đấy, đi xe sang luôn. Cái này chúng ta tỉ tay và để cốc nước ở đây. Đấy, cốc nước hay cốc rượu, cốc bia gì đấy. Đấy, đầy đủ nhá.
Đây phần khoang máy của em nó đây chị nhé. Khoang máy của em nó đây. Máy có vẻ là hơi bẩn một chút thôi nhưng mà rất là khỏe mạnh chị ạ. Không hề đâm đụng ý nhá. Giá của nó cũng rất là rẻ, có 135 triệu đồng thôi. Đấy. Nên là cái giá trên thì nó cũng rất là hợp lý cho một con Mercedes C200 này, sản xuất năm 2001, hộp số sàn này. Đấy. Bác nào mà kết cái mẫu xe này thì alo cho em, Duy Quang Hải Dương. Alo trực tiếp cho em 0358286286, em Quang Hải Dương. Bác nào mà thích ảnh chi tiết ấy, thì kết bạn Zalo cho em, rồi là ấn gửi tin nhắn cho em chữ là gửi ảnh Mercedes C200 đời 2001 số sàn, thế nào được. Em sẽ chụp từng ảnh chi tiết một em gửi cho các bác. Đấy. 135 triệu đồng. Tôi hẹn gặp lại các bác theo những video sau nhé.